Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thùy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Mưa bão kinh khủng nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc. Lũ lụt đập Tam Hiệp có ảnh hưởng tới Việt Nam hay không? Đó là câu hỏi của rất nhiều bạn đọc và quý khán giả trong những ngày vừa qua đã gửi đến chương trình. Vậy thì trong bản tin ngày hôm nay, các bạn sẽ được biết câu trả lời chính xác. Thưa quý vị, thông tin về lũ lụt sông Dương Tử Trung Quốc trở nên nhạy cảm, bị chính quyền của ông Tập Cận Bình kiểm soát rất nghiêm ngặt. Truyền thông của Trung Quốc không được đưa tin ra ngoài bất kỳ một thông tin nào liên quan tới những trận động đất, sóng thần, mưa lũ và tình hình con đập Tam Hiệp, nhất là trong bối cảnh mà 32 tỉnh, thành phố của Trung Quốc bị chìm trong mực nước 4 mét, có nơi lên tới hơn 10 mét vì lũ quét và sạt lở. Hiện chỉ có những trang tin vệ tinh quốc tế và một số tờ báo lớn của thế giới mới đưa tin về những gì mà thiên tai đang đổ lên Trung Quốc. Trong gần một tháng trở lại đây, rất nhiều nơi của Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh, Vũ Hán, Hồ Bắc, xảy ra ngập lụt hết sức nghiêm trọng. Nhưng các kênh truyền thông và đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV lại không hề đề cập tới những trận mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua. Họ chỉ đưa ra một số bản tin rất ngắn và rất kín đáo, và để kiểm soát thông tin trên cảnh sát của thành phố Vũ Hán cũng như là Trùng Khánh của Trung Quốc đã đưa ra thông báo khẩn cấp, đe dọa bất kỳ ai tiết lộ những thông tin vô trách nhiệm về lũ lụt, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở thì đều bị điều tra và bị bắt ngay lập tức. Một số học giả có kiến thức pháp lý chỉ trích rằng, chính phủ của Trung Quốc luôn thủ đoạn phong tỏa thông tin che đậy những âm mưu thủ đoạn và tội lỗi của mình. Thưa quý vị, những ngày gần đây, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực phía Nam của Trung Quốc, bao gồm các tỉnh như Quý Châu, Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh và nặng nề nhất là ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc. Nơi này trải qua đại dịch COVID-19 thì nay lại hứng chịu những trận đòn của mẹ thiên nhiên đổ xuống, làm cho nơi này sập đến thậm tệ. Những đợt mưa lũ, sóng thần đe dọa trực tiếp tới con đập Tam Hiệp chắn ngang con sông Dương Tử nằm ở thành phố Vũ Hán, làm cho toàn bộ người dân ở thành phố này phải bỏ cửa, bỏ nhà đi về những miền quê khác để sinh sống cũng như là lánh nạn. Một số gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thì bỏ chạy sang nước ngoài, họ định chạy sang cả Việt Nam để lánh nạn. Chính vì vậy, một số người dân của Trung Quốc phải chạy sang Campuchia và sang cả Úc. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc không được đưa tin về những tình hình kể trên vì bị cấm đoán và bưng bít. Nhưng một trang tin chuyên theo dõi về tình hình thiên tai, lũ lụt, hạn hán mang tên ABC của Mỹ và Nhật Bản đều cho biết hơn 148 con sông lớn bé của Trung Quốc đang có mức độ cảnh báo đỏ. Nguy hiểm nhất là con sông Dương Tử lớn nhất của Trung Quốc và là con sông lớn thứ ba trên thế giới đang bị lũ quét, sạt lở cực kỳ nghiêm trọng. Đáng chú ý hơn là con sông này đang phải gánh con đập Tam Hiệp, một trong những con đập lớn nhất trên thế giới, nhưng lại là tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình. Hiện những nơi như thượng nguồn của con đập Tam Hiệp này đang chảy về rất nhiều, lên tới 52 tỷ mét khối nước, và nếu như mực nước này phá vỡ con đập thì toàn bộ Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm. Nhiều thành phố, xí nghiệp, cơ quan, ban ngành của Trung Quốc sẽ bị vùi dập và bị cuốn hết ra ngoài Biển Đông. Điều này đang khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc đang bị mẹ thiên nhiên ra tay trừng trị, bởi trong thời gian dài vừa qua, phía chính phủ của Trung Quốc đã gây ra nhiều điều đau thương cho toàn thế giới. Theo trang tin ABC của Mỹ, thông báo qua vệ tinh cho biết nhiều ngôi làng, trong đó có hàng trăm năm tuổi của Trung Quốc đã bị nhấn chìm. Làng mạc bị lũ quét và hơn 800 triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán. Đường xá, cầu cống bị hư hỏng nặng, ô tô, xe máy, máy bay đều bị nổi lềnh phềnh. Hàng ngàn khu tự trị nổi tiếng của Trung Quốc bị chìm trong nước lũ, thiệt hại không thể đong đếm được giá tiền. Người ta cho rằng năm nay là một năm đại hạn lớn của Trung Quốc. Nếu quý vị theo dõi tình hình của Trung Quốc từ đầu năm tới nay thì đó quả là một điều không sai. Khi dịch bệnh và mưa lũ liên tục đổ lên đầu chính quyền ông Tập, có những nơi ngập tới tầng 2, tầng 3. Nước lũ liên tục đổ từ trên cao xuống, làm cho 31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc ở khu vực phía Nam bị tê liệt trong những ngày vừa qua. Tất cả đều bị phong tỏa, theo thông tin từ Mỹ cho biết. Hôm qua, Trung Quốc còn bị dính thêm một trận mưa đá khổng lồ. Những tảng đá to với kích cỡ bằng những quả bóng liên tục từ trên trời rơi xuống, làm cho đập Tam Hiệp của Trung Quốc bị lõm và bị cong vênh.
Hiện toàn bộ những nơi lân cận ở khu vực con đập với bán kính 100 km đều phải sơ tán khẩn cấp trong lúc dịch bệnh của Trung Quốc đang bùng phát mạnh ở giai đoạn 2 này. Như vậy, có thể nói rằng Trung Quốc đang gặp những đại họa mà mẹ thiên nhiên cũng như là dịch bệnh đang đổ xuống chính quyền ông Tập. Điều này đã làm cho chính quyền của ông ta phải suy nghĩ lại khi mà đi giao thiệp với các nước trong khu vực. Nguy cơ vỡ đập của Trung Quốc là khá cao. Tuy nhiên, chính phủ của Trung Quốc hầu như không quan tâm. Các quan chức trong chính quyền của ông Tập không cho truyền thông của nước này đưa tin ra bên ngoài. Thế giới cũng chẳng hiểu vì sao họ lại muốn bưng bít thông tin đến như vậy. Và họ cho rằng nếu chính quyền của Trung Quốc công khai thông tin trên ra bên ngoài thì biết đâu thế giới lại ra tay giúp đỡ Trung Quốc thì sao? Như vậy có phải là Trung Quốc đang bị chịu thiệt thòi hay là không? Còn nhớ đợt dịch Covid-19 hay còn gọi là con virus Corona xảy ra ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc vào trung tuần tháng 4 năm 2023, phía Trung Quốc cũng đã bưng bít thông tin không cho tiết lộ ra bên ngoài, để bây giờ hậu quả là quá khôn lường. Bài học này là một trong những bài học sâu sắc khi mà chính phủ Trung Quốc liên tục đưa ra những thông tin cấm đoán, bưng bít những thông tin không cho tiết lộ ra ngoài thế giới biết. Mỹ kịch liệt lên án phía chính phủ của Trung Quốc khi bưng bít con virus Vũ Hán để bây giờ nó lây lan ra toàn bộ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm cho chuỗi cung ứng sản phẩm của toàn thế giới bị tê liệt, nhiều ngành nghề bị phá sản và nhiều nước bị lao đao. Trung Quốc sẽ phải bị trả giá cho những việc làm sai trái của mình, và nếu như thế giới không ra tay, Mỹ không ra tay, Nga không ra tay và nhiều nước trên thế giới không ra tay trừng trị Trung Quốc thì đã có mẹ thiên nhiên, đặc biệt là trong 3 tuần vừa qua, mưa lũ ở Trung Quốc gây ra thiệt hại hàng tỷ đô cho phía chính quyền ông Tập. Theo một tờ báo của Lào cho biết, hiện nước Lào cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ từ phía Trung Quốc tràn sang đợt mưa lũ đầu mùa năm nay. Trong vòng 20 ngày đầu của tháng 3, ở các tỉnh phía Nam của Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng lên tới 36 người. Hôm qua, theo thống kê mới nhất của một trang tin cho biết, đã có 63 người thiệt mạng do mưa lũ và động đất, thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Theo một báo cáo rất là ngắn gọn cũng như là bí hiểm của Bộ Quản lý và Tình huống Khẩn cấp Trung Quốc cung cấp, các trận mưa lớn và kéo dài từ đầu tháng 3 tới nay ở vùng Đông Nam của nước này đã gây ra lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. Hàng ngàn các con đường và con sông bị ngập lụt, hàng ngàn những ngôi nhà bị nhấn chìm đến tầng 2 và tầng 3. Một lượng nước khổng lồ đã gây ra lũ quét, sạt lở, hủy hoại nhiều làng mạc, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường xá linh láng, đã có ít nhất 73 người thiệt mạng và mất tích. Tổng cộng đã có hơn 8,7 triệu người dân của Trung Quốc ở 14 tỉnh, thành phố, lưu vực con sông Dương Tử bị ảnh hưởng trong cuộc sống. Và đã gần 1 tỷ người dân Trung Quốc bị cô lập. Dự báo trong những ngày tiếp theo, Trung Quốc còn hứng chịu nhiều đợt mưa lũ cũng như là mưa đá xảy ra. Dự báo ngắn gọn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, mưa lớn kèm theo sấm chớp, sấm sét, lũ quét, sạt lở và mưa đá sẽ tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới. Lượng mưa đo được tại các tỉnh như Hồ Nam, Phúc Khánh, Phúc Kiến từ hôm thứ Năm dao động phổ biến từ 5cm cho tới 7cm. Nhiều hệ thống sông ngòi đang bị quá tải lên mức báo động đỏ. Một số khách sạn, nhà hàng ven sông ở thành phố Trùng Khánh bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thống kê chưa đầy đủ, nhưng trang tin địa phương cho biết đã ảnh hưởng tới hàng triệu người Trung Hoa đại lục. Trong khi đó, kết quả thống kê của một nhà môi giới bảo hiểm quốc tế mang tên AIA, thiệt hại lũ lụt gây ra ở Trung Quốc trong những ngày vừa qua có thể lên tới hơn 1.000 tỷ đô la Mỹ. Và đây chính là thiệt hại nặng nề nhất mà chính phủ của Trung Quốc phải gánh chịu. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, đợt mưa lũ đầu năm 2023 tại Trung Quốc dự báo là sẽ còn tiếp tục và nghiêm trọng trong những ngày tới và rất có thể sẽ đi vào kỷ lục top 1 trận mưa lũ gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử của thế giới. Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Dữ liệu Thảm họa Quốc tế gọi tắt là AIM, Trung Quốc đã có 10 năm đối mặt với thiên tai và lũ lụt gây thiệt hại vượt quá 1.000 tỷ đô la Mỹ, trong đó đắt đỏ nhất là trận lũ lụt hồi năm 1998. Gây thiệt hại 100 tỷ đô la Mỹ và đến nay vẫn giữ ngôi vị số 1 trong lịch sử về thiệt hại thiên tai. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các đợt mưa lũ kéo dài ngay từ đầu mùa mưa của Trung Quốc hiện nay thường có xu hướng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và nặng nề sau các đợt như El Nino vào mùa đông và tiền lệ xảy ra vào năm 98 và 2016. Hai nhà nghiên cứu của Nhật Bản mang tên Hiroko và Antitoto thậm chí đã đưa ra một số kết luận nghiệt ngã như sau. Kiểu mô hình khí hậu hiện đại xét về cả liều lượng và cường độ của các trận mưa ở khu vực châu Á, nhất là với cả Trung Quốc trong mùa hè này, có thể tăng lên khi trái đất nóng lên so với các châu lục khác.
Thưa quý vị, trước những tình hình và diễn biến phức tạp mưa lũ, sóng thần, động đất, núi lửa và sạt lở của phía Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Hoa Kỳ và của Nga, một trong những trung tâm lớn nhất và hiện đại bậc nhất trên thế giới, tiên đoán rằng Trung Quốc còn gặp những trận mưa lũ cực kỳ khủng khiếp trong tháng 7 và tháng 8 tới đây. Hiện tại, Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Mỹ và Nga cho biết độ phân giải cả lượng mưa trung bình và cực đoan của mùa hè năm nay sẽ tiếp tục tăng và tiếp tục tăng trong những năm tới. Vì thế, các nước phải hết sức cảnh giác. Hiện chỉ có Trung Quốc đang bị gánh chịu thảm họa một cách nặng nề nhất trên thế giới và nhiều người cho rằng chính Trung Quốc đã gây ra những đường lối sai trái, những chỉ đạo sai lầm đã gây ra rất nhiều hậu quả khôn lường cho thế giới, nên bây giờ mẹ thiên nhiên mới giáng đòn cho phía Trung Quốc. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình rất lo lắng bởi vì Trung Quốc đang trải qua đại dịch Covid-19 tàn phá một cách khốc liệt nhất, thì bây giờ lại đến thiên tai lũ lụt lũ quét ập lên đầu chính quyền của ông ta, làm cho Bắc Kinh không kịp trở tay. Các nước trên thế giới thì đang bận rộn cho việc chống lại căn bệnh dịch bệnh Covid-19 Vũ Hán và tình hình chiến sự Nga-Ukraine đang căng như dây đàn, cho nên họ không thể nào giúp được Trung Quốc. Rất nhiều khả năng phía Trung Quốc sẽ bị sụp đổ trong trận mưa và lũ lụt lịch sử này. Nếu như trong một vài ngày tới thiên tai vẫn tiếp tục đổ lên phía Trung Quốc. Các tin tức liên quan tới tình hình đó chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bản tin sau. Còn chương trình hôm nay do thời lượng có hạn nên chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.